Xin chào tất cả các bạn, hôm nay thì mình sẽ quay lại và tiếp tục swatch cái bộ son Merzy màu đen mà rất là đang đình đám. Đây là một mẫu son của Merzy đen được sản xuất từ ngày 20 tháng 10 và được các bạn tìm kiếm rất là nhiều, bởi vì cái thiết kế thì cực kỳ đặc biệt và đẹp. Các bạn có thấy không ạ? Một màu đen bao trùm suốt thỏi son khiến cho cái thỏi son này nó cảm thấy vô cùng là huyền bí luôn. Bên dưới này lại có mặt tráng gương. Và ở đây phần mờ mình có thể nhìn thấy cái chữ logo của son Merzy này. Chính cái thiết kế bên ngoài của thỏi son, một cái sự phá cách đã làm lên một cái sự thu hút đặc biệt cho cái mẫu son vỏ đen mới khi mà đã xuất hiện trên website thì được các bạn mong chờ rất là nhiều. Lần trước thì mình đã swatch tất cả là 4 màu. Đó là một màu son thỏi và 3 màu son kem. Nhưng mà hôm nay thì trên tay mình đây đã có đủ mẫu hàng thử rồi. Các bạn thấy nhá, son kem thì mình có 6 màu tất cả, và son thỏi thì có 5 màu. Có nghĩa là trong live stream ngày hôm nay thì mình sẽ swatch 3 màu son kem và 4 màu son thỏi còn lại, tức là 7 màu tất cả các bạn nhé. Màu mà mình đang đánh lên trên môi đây là màu son thỏi nhá, son thỏi L1. Mình chọn mẫu son thỏi để swatch trước là bởi vì cái mẫu son này màu nó phù hợp với cái tông make rất là nhẹ nhàng và tự nhiên ở trên mặt mình hiện tại bây giờ. Còn những cái tông sau thì khá là đậm, thế nên là mình nhường để swatch sau. Son thỏi của Merzy vỏ đen thì mình thấy là gần như là không có mùi và cái chất son nó rất là nhung mịn, bám mịn ở trên môi. Mình sẽ đánh full môi cái màu L1 này nhá, để cho các bạn có thể dễ dàng quan sát đầy đủ. Như các bạn thấy rằng mình thao tác cái việc thoa son rất là dễ dàng bởi vì cái chất son nó rất là nhung và cái độ bám màu thì nó lại không phụ thuộc vào cái tông son môi cơ bản của mình. Rất là dễ dàng lên màu và lên màu ngay lập tức sau một lần thoa đầu tiên. Cái tông son đầu tiên của son thỏi Merzy màu đen mà mình swatch đây là một cái tông màu nâu đất. Đấy, rất phù hợp cho những phong cách trang điểm Hàn Quốc. Tông son này thì hơi pha một chút ánh tây, có thể dễ dàng sử dụng hàng ngày. Và cái chất son thỏi của son Merzy vỏ đen này có thể bám từ 4 đến 6 tiếng các bạn nhé. Màu rất là đẹp, một màu rất là ấn tượng trong mẫu son thỏi của Merzy. Đấy là màu số 01. Các bạn thấy không ạ? Cái thỏi son thiết kế rất là đẹp luôn. Hiện tại thì mẫu son này đang có đủ mẫu thử tại shop mình rồi các bạn nhé. Màu thứ hai mà mình sẽ swatch tiếp theo sẽ là màu số 2 của son thỏi ạ. Màu 2 này thì sẽ là một tông son sắc đỏ. Mình sẽ lau màu 01 đi nhé. Theo như swatch lần trước thì các bạn đã thấy đấy. Các bạn có thể dễ dàng thấy khi mình không sử dụng tẩy trang thì cái màu của son rất là bám ở trên môi. Và thậm chí mình rậm như thế này nó chỉ mất đi cái lớp lì của môi và không mất đi màu son nha các bạn. Có thể nói rằng cái màu son của son Merzy phiên bản vỏ đen rất là bám luôn ạ. Khá là bám trên môi khi mình đã dùng tẩy trang. Mình sẽ swatch qua màu tiếp theo nha, đấy là màu 02 ạ. Đây là cách đánh lòng môi. Một tông son đỏ. Nhưng mà son đỏ này thì lại không pha ánh vàng các bạn nhé. Son thỏi của Merzy vỏ đen này thì có hiệu ứng như kiểu là bóng mờ trên môi ấy, rất là mịn như một lớp nhung nhẹ luôn. Tông đỏ của tông son số 2 son thỏi vỏ đen này thì không làm xỉn da, cũng như là không làm xỉn răng. Rất là dễ dàng sử dụng với mọi cái sắc da.
Mình thấy rằng cái tông son này thì nếu như da mình không quá trắng hoặc da mình màu cũng có thể dễ dàng sử dụng được. À, tông son số 2 của Moji cũng khá là xinh đấy các bạn ạ. Màu này cũng có thể phù hợp để đánh hàng ngày. À, đối với cái chất son của Moji thì mình thấy kết cấu nó khá là nhẹ. Và khi mà đánh lên cảm giác rất là nhẹ tênh ở trên môi. Đặc biệt là cái mẫu son mới của Moji vỏ đen này lại có thêm một chất dưỡng. Đấy là Elastomer. Nó sẽ làm cho môi của mình có cảm giác mềm mượt hơn so với các dòng cũ rất là nhiều. Đây là trên môi mình đang là tông son số 2 của Moji Thỏi. Khá là đẹp. Mình rất là thích cái tông son số 2 này. À, dễ dàng sử dụng hàng ngày hơn là cái tông cam trước đó. Và mình sẽ chuyển qua ngay một tông son tiếp theo. Đấy là màu số 3 của Moji Thỏi các bạn nhé. Màu này theo như review thì nó là một cái tông màu sô-cô-la. Đó. Và bây giờ mình sẽ thử trên môi để cho các bạn biết được màu này nó là màu gì nhé. Dễ dàng tẩy trang với cả nước tẩy trang mà không để lại bay môi quá nhiều. Thậm chí là mình không cần thoa một lớp dưỡng trước khi đánh son Moji luôn các bạn ạ. Thật đúng như là review luôn ạ. Một tông son nâu màu chocolate. À, cái tông này thì rất là ấm áp, lại thích hợp cho cái phong cách make up cá tính và những cái bạn mà thích cái phong cách trang điểm như là Âu Mỹ thì mình có thể sử dụng cái tông son này. Đây là tông son số 3 của son thỏi Moji vỏ đen các bạn nhé. Hoặc là các bạn có thể sử dụng, mình có thể đánh các son màu đậm khác vào lòng môi. Ví dụ như là màu 04 đây mình đang sử dụng, mình có thể mix luôn để các bạn có thể dễ dàng quan sát nhé. Đối với một màu son phá cách thì mình có thể pha trộn giữa 2 hoặc 3 nhiều màu son khác nhau. Đây, mình sẽ dùng một cái tông son đậm hơn để mình mix vào giữa. Và khi mà mình mix như thế này thì cái tông son số 4 nó mang một cái sắc màu đỏ hồng, thì nó sẽ làm trung hòa đi cái sắc sô-cô-la lâu của son màu 03 vừa rồi. Và bây giờ mình sẽ thử cho các bạn màu 04 nhá, đỏ hồng ạ. Ba màu son thỏi của Moji vỏ đen rất là ấn tượng luôn các bạn ạ. Và cái chất son mình rất là thích, khi mà mình thoa đi thoa lại hai ba lớp không hề để lại cái rãnh ở trên môi, rất là mịn và nhung luôn. Tẩy trang cực dễ và không để lại bay môi, mình có thể dễ dàng thoa tiếp màu tiếp theo và không cần sử dụng son dưỡng ạ. Đây là màu 04 của son Moji Thỏi. Và màu này thì là tông chủ đạo, là tông đỏ pha hồng. Thế nên là rất là ấn tượng và lạ mắt. Đỏ ánh hồng các bạn nhé. Các bạn có thấy không ạ? Chất son dễ dàng lướt để đánh full bờ môi luôn mà không cần dùng cọ. À, tông son đỏ ánh hồng với màu 04 của Moji Thỏi. Cái tông son này thì rất là nhẹ nhàng khi mà các bạn đánh lòng môi như cách mình đánh vừa nãy, và có thể đánh full môi như thế này. Nếu mà đánh full môi như thế này thì cái sắc đỏ thẫm nó sẽ nhiều hơn và sẽ có cảm giác cuốn hút nhiều hơn là so với cách đánh lòng môi. Cách đánh lòng môi thì sẽ đem lại cái hiệu ứng là rất là dịu dàng. Các bạn thấy không? Sau khi mà mình thử xong 4 màu son thỏi của Moji vỏ đen thì các bạn sẽ dễ dàng thấy một điều rằng là những cái sắc màu trong cái bản sưu tập mới của Moji vỏ đen nó rất là đa dạng và có thể phù hợp với rất nhiều các tính cách khác nhau. Những cô nàng dịu dàng, những cô nàng cá
tính thì đều có thể dễ dàng chọn cho mình một màu son của Merzy vỏ đen. Và vừa rồi thì mình đã swatch đủ 4 màu của son thỏi mà mình thiếu. Nếu như các bạn nào tò mò về màu số 5 của son thỏi thì mình sẽ để cái đường link ở bên dưới để các bạn có thể theo dõi lại cái 4 cái màu swatch mình lần trước nhé. Bây giờ thì mình sẽ chuyển qua tiếp. Đấy là màu V26, 27 và 28 của son kem Merzy. Đối với son thỏi thì mình thấy là son không có mùi, nhưng mà đối với dòng son kem thì mình thấy rằng là Merzy có cho một chút mùi trái cây vào đây. Tuy nhiên thì cái mùi trái cây của trong son kem thì không quá nhiều và rất là dễ. Khi mà những cái bạn nào không thích mùi, mình cũng có thể chọn cái dòng son kem này vì cái mùi của nó không quá đậm mà rất là dễ chịu. Đây có thể là điểm cộng cho dòng son của Merzy vỏ đen mới này. Mình sẽ chuyển qua dòng son kem màu V26 mọi người nhé. Rất là mềm môi luôn. Bây giờ đánh đến cái màu thứ tư rồi mà môi không hề bị khô các bạn ạ. Không gây khô môi, cũng không phụ thuộc vào cái màu nền môi mình quá nhiều. Rất là dễ lên tông. Chỉ lên màu ngay sau một lần thoa đầu tiên. Đối với cái màu đậm nhất là cái màu mình vừa swatch, đấy là màu 04, thì cũng không có để lại bay môi. Đối với cái dòng son kem của Merzy thì mình sẽ ưu tiên swatch các màu ngược lại nhá. Đầu tiên là mình định swatch màu 26, nhưng mình nghĩ lại mình sẽ swatch từ màu 28, bởi vì cái tông màu 28 mình thấy rằng nó sẽ nhẹ hơn tông màu 26. Thế nên là mình ưu tiên swatch trước để cái màu bay môi của mình nó lên thật là chuẩn màu. Cái cọ của son Merzy rất là nhỏ, mình có thể dễ dàng tán màu môi luôn các bạn nhé. Đây là cách đánh lòng môi ạ. Màu 28 này là màu có sắc hạt dẻ cổ điển. Dễ dàng tán, và tán 2-3 lần thì cái chất son nó cũng không quá dày trên môi mình đâu ạ. Cực kỳ dễ dàng lên màu với cái màu V28 của son Merzy này. Đây là một màu nâu hạt dẻ, một trong những cái tông son rất là mới lạ của Merzy ạ. Mình khá là thích cái màu này vì thấy cái màu này nó rất là ấn tượng. Trông nó hơi hoài cổ các bạn ạ. Đó, sẽ thích hợp với những ai mà mặc những cái bộ đồ vintage, nó sẽ tạo một cái cảm giác giống như là những cái năm 2000 đó các bạn. Một màu sắc rất là cổ điển với màu V28 của Merzy vỏ đen. Tông son này cũng rất là phù hợp với mùa đông. Mình sẽ thử qua màu V27 các bạn nhé. Swatch son Merzy vỏ đen thì rất là nhanh và dễ dàng, bởi vì cái chất son nó rất là mướt và mềm trên môi, bám màu lên màu chuẩn. Mình phải nhắc đi nhắc lại về cái vấn đề này. Thật ra là mình cũng không cần phải lót dưỡng đâu, tại vì cái chất son nó rất là mềm ạ. Mình sẽ swatch màu 27 các bạn nhé. Hai mươi bảy này thì sẽ là một cái tông son đỏ gạch đấy ạ, là một trong những tông son được các bạn đón chờ rất là nhiều. Mình sẽ đánh phun môi nhé. So với tông da của mình thì chắc có thể là không phù hợp với cái tông đỏ đất lắm, nhưng mà mình thấy các bạn trẻ bây giờ xu hướng đánh tông đỏ đất này rất là nhiều và đánh màu này rất là đẹp luôn. Đó.
Đó, màu này thì trông rất là thời thượng, các bạn có công nhận không ạ? Đỏ đất chưa bao giờ lỗi mốt so với 2 năm gần trở lại đây. Đối với mình thì cái tông son đỏ đất của Merzy lần này màu V27 thì rất là dễ sử dụng, có thể sử dụng cho mặt mộc được luôn. Không có pha quá nhiều sắc đỏ và sắc cam thì cũng trung hòa. Không cần trang điểm quá cầu kỳ, mình cũng có thể dễ dàng sử dụng được cái màu V27 này các bạn nhé. Màu rất là sang, thời thượng và cá tính. Đấy chính là lý do vì sao mà màu đỏ đất này đã đốn tim biết bao nhiêu cô gái. Và trong tất cả các phiên bản son đều có màu đỏ đất. Nếu như mà bạn chưa bao giờ đánh màu đỏ đất thì mình khuyên các bạn hãy lên thử màu V27 của son Merzy vỏ đen lần này nhé. Và màu cuối cùng, mình đã kết thúc cái bộ swap của son Merzy rồi. Đấy là màu V26. Và cái màu này thì thường xuyên cháy hàng trên các diễn đàn điện tử các bạn ạ. Ngay mà khi xuất hiện ở trên thị trường thì đã ngay lập tức tạo một cơn sốt rồi. Và bây giờ mình sẽ cùng đi khám phá màu V26 của Merzy các bạn nhé. Mình xem nào, màu V26 sẽ là màu gì đây? Đây là một màu đỏ nâu các bạn ạ. Đây là cách đánh lòng môi và mình sẽ đánh full môi nhé. Đây là lý do vì sao mà màu V26 cực kỳ hot. Một trong những cái tông màu rất là lạ luôn. Màu này theo như swatch thì đó là một cái tông màu nâu của ná mùa thu các bạn ạ. Các bạn thấy không? Một màu rất là đặc biệt trong bộ sưu tập mới nhất của son Merzy. Màu này thì là một tông đỏ nâu trầm. Nhưng mà mình phải make up một chút đặc biệt và cá tính, có nghĩa là mình sẽ phải vẽ những cái tông viền tông màu mắt này và vẽ viền mắt hơi đậm một chút thì sẽ phù hợp hơn, và cái màu son này sẽ làm cho mình cuốn hút hơn rất là nhiều vì nó là một màu son lạ và rất là cá tính. Màu của lá mùa thu các bạn nhé, màu V26 các bạn đừng quên. Và sau khi mình swatch thì các bạn đã lựa chọn được cho mình một cái tông son nào phù hợp chưa? Đừng có ngần ngại, hãy qua mình thử ngay những tông son này lên môi của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi livestream.